Yes. 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 Rồi. Tắt rồi. Đây là cái bị delay. Ở chung kết đầu tiên thì bên mình Hitty đầu canh, Baby Zipper và Ezip bên bạn, bên mình Mark cả thay Ezip hit cân. Bên kia vẫn nhỉnh hơn con Persian bên thủ xí măng, nhỉnh hơn một chút so với con cà tha bên mình. Mark Ezip hit thì cần với Baby Ezip Ezip. Mình bên mình có Mark C, bên mình có Per thì bên mình có Mark C. Kinh công đây là bài đấu màu 3 cầm Ezip này. Cà tha đến từ Hoàng Mai Nhi. Tiểu Mark C và cà tha Mark C trong cánh hit Ezip đầu cánh. Sắp xếp là hơi tù cho bên mình. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Một bài Mark C đã có bãi quả phụ, chưa có đồ lùa về. Đây có bài hiệu đây. Bên lớp cầm Hitty. Bài này khả năng là gom quân. Hy vọng không gặp Per. Thứ hai ông Hitty và Ezip đầu cánh này khả năng một trong hai ông có gặp Per là rất cao. Vâng không được anh ơi, gì được vâng 20m thì lại vâng to quá. Có quả phụ cho kinh công. Bãi quay đầu là hơi sâu. Chưa bài nào thực sự là mắc binh. À, bài lớp mắc binh ở bài lớp có bãi quả phụ này thì mắc binh rồi. Hãy cùng cố gắng bật nào. Cùng cố gắng bật trong xe đấu này nào. Và ok, em đã chỉnh lại bảng quân rồi. Vâng, và lớp thì đang làm tí doping cho nên là sẽ tạm thời là tắt cam nha anh em. Tám hai mươi với 25 dần Hitty. Hình như đất xích vẫn 2 dần. Qua thôn. Bài cà tha này lên muộn. Màu 5 dâng L, em thủ cam quýt. Mà chưa không loại trừ khả năng nó còn dâng A cơ. Quýt có một bài đi dâng A. Không loại trừ khả năng nó còn đi dâng A.
Vâng, 7 và 6 lên đời rất sớm. Trường cảm giác không hề một đơn giản một chút nào. Game thủ Trường 98. Nãy giờ có thể nói là Trường so với một game thủ trẻ là còn đánh hay cơ. Anh em thấy Trường 98 đánh thực sự hay. Lên sớm. Công gặp 16 luôn. Không vẩy e trận đấu này được. Có lạc đà rồi. Đang đánh cảm giác là tương đối yếu. Có lẽ vẫn cần một tơn vực lại tinh thần thôi. Đánh cái này thì thực sự là tỷ số là 2-0 VC, 1-3 trận đấu thứ hai. Và chúng ta cùng